Vâng, Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. À, đi quay mãi cây rồi, hôm nay tôi đến cái khu vực này thấy anh ấy không bán cây mà lại bán đá. Và tất cả những cái viên đá anh ấy chọn theo từng các cái trí tưởng tượng của anh ấy, và anh ấy đặt lên những cái khay mỏng chứa nước rồi. Nhìn cũng bắt mắt đấy các bác ạ. Đấy, chúng ta thấy có bốn cái yếu tố là chim, đá và cá và cây. Đấy, chim, đá, cá, cây thì anh này là ở cái hàng ngũ gọi là đá đây. Đấy, đó là anh Trung Dâu. Vâng. À, tôi gặp anh tôi vẫn cứ nói là anh phải để dâu nó tốt tốt và thì mới dễ bán hàng. À, hôm nay chúng ta ngắm cái gian hàng đá của Trung Dâu một chút nhá. Đấy. À, tôi sẽ đưa lướt qua xong rồi tôi chiếu từng viên một, anh nào mà thấy cái viên nào nó vào tầm ngắm vào mắt mà yêu thích thì điện đến cho số điện thoại của Trung Dâu. Đâu số của anh đâu? Đến tận nơi, đừng có đọc xa thế. Đứng trước ống kính, soi vào cái bộ râu xem. Đọc chậm nhá. Số của cháu là 0985837909. Rồi, đấy, tí nữa lại đọc lần nữa, không anh em lại không nhớ. À, bây giờ tôi đi từng cái ảnh một xem nào. Bắt đầu đến từ cổng, cái viên đầu tiên ngoài cổng ấy, đi trung tâm đi, xong rồi chạy về phía bên này. Được, anh có cây nào thì anh bày ra đấy. Rồi bắt đầu từ viên này đi sâu vào trong đi. Có cái cây dưới này nữa à? À cây dưới yếm đá này. À à rễ nó xuống đây rồi đây. Ăn xuống đất chưa? Đến rồi đúng không? Đây là sơ dừa. Xuyên qua hết cái chỗ sơ dừa này xuống đất rồi. Cây dưới dáng hoành này. Nhìn cũng phiêu đấy. Cái tác phẩm này thì bao tiền anh? Tác phẩm này là 15 triệu. 15 triệu. Rồi. Đấy. Dưới dáng hoành, đá nguyên bản tự nhiên hết, liền khối một viên. À, một viên một luôn. Viên nếu cùng lắm là phía dưới mình chỉ có một viên để làm cái chân nữa thôi. À, mà bắt buộc phải có viên chân đúng không anh? À, thế là đến cái viên này đi. Viên này anh mô phỏng xem nó giống cái gì nào. Viên này là giống là một cụ rùa, là thần kim quy anh. Đang vượt biển. Vâng. Thế thì anh đặt tên là tác phẩm là thần kim quy. Ừ. Vượt biển. Tức là vượt biển thì nghe nó không, tức là kim quy quá hải. Đứng đằng sau chụp kiểu ảnh cả. Đúng. Đấy, kim quy quá hải, chụp nhá. Đấy, đưa bóng lên trên nền trời. Rồi, giá bao nhiêu anh? Giá cụ rùa này là 5 triệu đó. 5 triệu, rồi rồi, nhất trí. Thế còn bên này là dưới à? Tác phẩm dưới này thì bao tiền cháu? Tác phẩm dưới này là cháu giao lưu là 80 triệu. Rồi, 80 triệu. Vâng. Đây là hơn 100 năm tuổi. Rồi rồi. Chỉ đẹp chơi. Cây này cũng cao tuổi rồi, nó mốc đen hết cả rồi. Được rồi. Mới ra lá non đẹp thế nhỉ? Vâng. Cây hoàn thiện hết rồi, để chơi. Với giá tiền vừa báo là 80 triệu. Bây giờ lại sâu vào phía trong đấy. Vâng, tôi thấy bác đứng ngắm cây dưới từ nãy rồi, không biết là kết quả nào đấy. Vâng. Thấy ngắm lâu lắm rồi, ngắm trước ngắm sau mãi từ nãy giờ. Ngắm lâu lắm rồi đây anh. Vâng. À, thế bây giờ là đến cái những cái viên nhỏ nhỏ xinh xinh này bao nhiêu ở cái hang này? Anh nhấc lên cái, nhấc lên cái. Nhỏ nhỏ xinh xinh. Ừ. Đẹp tứ diện này. Được rồi. Đấy, giá là giao lưu là 500k. 500k. Vâng. Được rồi. Một khối đấy, có gắn không? Nguyên bản. Nguyên bản vâng. Không gắn đi chứ. Vâng. Được rồi, cây này mà em cây vào thì quá đẹp nhỉ. Cho cây nghệ thuật. Cho cây nghệ thuật, cây si, cây siếc hoặc cái gì vào đấy. Vâng. Cây mà dễ tốt đấy. 500k, đẹp quá. Cả cái hang này à? Mình đá thôi chú. À, tức là bán đá thôi. Vâng. Tưởng cả cái hang. Được rồi, nhưng mình nói rành mạch không ai người ta đến người ta bảo sao ông sinh ông quay cả cái hang mà sao cái đôn thì tôi không nói cái hang. Ví dụ như bán cây có cái chậu. Nhá. Tức là 500 là viên đá không nhá. 500 mình viên đá. Rồi rồi, tiếp đến cái viên này nữa này. Gò đá. Là một cây trục hoành một cây vào đây. Đúng rồi, xong nó tườn lên. Nó tườn theo cái viên đá này lên. Bay xuống. Bay xuống. Tức là gốc của nó sẽ ở đằng này này. Gốc ngồi đây. Ờ, xong bắt đầu cành huyền nó bay xuống đây. Huyền bay xuống. Trực huyền. Cái viên này thì bao nhiêu?
bên này cháu giao lưu là 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi. Người ta đi bán cây, anh đi bán đá này, không lo nắng mưa nhỉ, không phải tưới nhỉ. Khôn ghê chị, trùng dầu. Trùng dầu khôn thật. 5 triệu rưỡi à? 4 triệu rưỡi. À 4 triệu rưỡi, được rồi. Tiếp đến cái viên này đi. Tác phẩm này. Đây đây đây, đằng sau, xong rồi đến đằng trước, vì đằng sau còn viên này nữa. Viên này giống cái gì nhỉ? Một cái gò, một cây dáng làng cấy vào đây là đẹp. Được rồi, cây dáng làng thì nó là một cái bệ xanh, bệ đá liền khối. Sau đó dễ qua cái kẽ kia nó buông xuống nước. Bò xuống. Được rồi. Rất là đẹp luôn. Đấy. Viên này thì bao nhiêu anh? Viên này cháu giao lưu 3 triệu. 3 triệu. Rồi. Đấy, tôi chuyên hôm nay tôi mảng vào cái mảng của anh Trung Dâu nhiều đá quá. Quay với anh em một tí để giao lưu này. Đây là cây sam hạt gạo, đúng không? Vâng. Sam hạt gạo. Sam hạt gạo. Bao nhiêu tiền cái bệ này? Cái bệ cả cây là 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi cả cây sam hạt gạo. Rồi. Đấy, đi vào trong đi. Cả món phôi này của anh Tất à? Phôi này của đứa em. Của bạn à? Thôi quay đá đi đã. Quay đá. Quay đá, cây nào nó ở đá thì mình quay. Vâng. Thế viên này đi. Anh cứ báo giá hết cái số đá này, thế nào cũng bán được vài cây, vài viên. Cháu giao lưu là 2 triệu. 2 triệu, cứ mềm mại một tí là bán được hết anh ạ. À giờ thằng này nó có các cái này đưa cây vào đây hay quá. Hàng lõ chỉ việc lồng rễ cây vào. Đúng rồi. Đây này, bên này cũng thế này. Rất hay. Trông nó đẹp từ phía. Ừ. Mà thiên nhiên ban tặng. Rồi, quá đẹp. Viên này nữa. Đây. Còn nguyên bản hết. Này 1,5 triệu. Quá êm rồi. Toàn đẹp tự nhiên hết. Rồi, nhất trí. Đấy, anh em chơi cây vào này, dễ vào. Còn viên này. Viên này 800. 800. Lõ đầy đủ để lồng rễ cây. Đúng rồi. Đấy, mình có thể là mua về mình tự vào lấy, không phải nhờ ai nữa. Rồi, ok nhá. Quá đẹp luôn đấy. Thôi viên đấy thôi. Viên đấy đây thôi. Có cây xanh. Đâu, cây nào? Sản phẩm của anh là đá thì bây giờ anh lại cháu có một cái cây xanh cháu cho nó ngồi lên đá đây rồi. Vâng. À. Đấy. Xanh Nam Điền xịn xanh luôn Nam đấy. Nam Điền và một hòn đá nguyên bản luôn. Là coi như là đây, cái độ vị trí xa nhất của viên đá thấp nhất. Vâng. Đây này. Đây. Đấy, nó chạy rất đẹp. Bò theo cái này này. Vâng. Đi lên đây này. Thành tác phẩm. Chỉ việc chơi. Chịu khó ép dăm thời gian nữa là thành. Được rồi. Đẹp. Ok. Bao nhiêu tiền? Cây này cháu giao lưu 15 triệu. 15 triệu. Được. À có cái đôn cao cao này nhìn hay phết nhỉ. Vâng. Đôn xi măng. Đôn xi măng nhưng mà nó làm cao này hay này. Vâng. Đế cũng đế kia khỏe, đế chắc ấy. Đây này, cái đôn này ở chỗ anh làm à? Vâng. Đôn này có ông anh ở chỗ cháu. Có khi mình phải mua đây chục cái nhỉ. Hôm nào liên lạc. Nhẹ lắm chú ạ. Trong nó ống à, lỗ à? Lỗ rỗng. Lỗ rỗng là được. Vâng. Ừ. Một mình chú có thể là vần được. Được rồi. Xoay tròn chuyển chỗ khác. Thế còn cây nguyệt quế này của anh à? Vâng. Nguyệt quế này bao nhiêu anh? Nguyệt quế này cháu giao lưu 8 triệu. 8 triệu. Cây chỉ việc chơi. Ừ. Chú quay một vòng về cái này mặt phải đẹp. 8 triệu hợp lý đấy. Chậu đẹp và cây đẹp già. Ăn này như là ăn tàu ấy phải. À không của phải. Đồng Nai. Đồng Nai, Đồng Nai. Đồng Nai nhưng mà màu tím. Màu đẹp. Rồi, đó là cây nguyệt quế giá 8 triệu đúng không? Vâng. Ôi giời, anh ấy có cái phôi nghe ngon lành đấy nhỉ. À, cũng rất là già rồi, trực hoành đúng rồi. Sau này thiết kế tay hoành nó cần nuôi thêm. Đây, thân hoành đây. Lên ngọn đây rồi. Nói chung các cái dữ liệu là ok rồi. Đấy, mặt bên này cũng được. Các cái vết này sau nó cứ bo dần mà. Có cái rễ buông tràn vào đây rồi. Cái phôi này bao nhiêu cháu? Phôi này cháu giao lưu 60 triệu. 60 triệu. Rồi, đấy là cái phôi nhá. Phôi tiềm năng. Bây giờ chúng ta lại di chuyển đến những cái viên đá còn lại này. Nhiều lắm. Anh đây này, tôi quay cả cái mảng bên này còn rất nhiều nhá. Các bác đến đây nếu mà đến trực tiếp được thì thoải mái lựa chọn, còn kể cả dưới đất đây này.
Đấy, thế còn nếu mà qua Zalo, số điện thoại cũng chính là số Zalo thì chúng ta còn trao đổi được nhiều. Đây ví dụ như cái cây, những cái viên này đi, một hai viên này nữa này. Vâng. Đều nguyên bản hết, không có gắn ghép chấp vá gì cả. Thiên nhiên ban tặng thế nào để nguyên thế. Tôi ngắm không có viên nào của anh nó hình cái trống mái nhỉ. Có đây chú. Đâu? Viên này bao nhiêu tiền? Viên này cháu giao lưu 3 triệu. 3 triệu. Đâu trống mái đâu? Đây ở đúng Vịnh Hạ Long. Luôn. Đây à? Vâng. Chú quay về bên này này. Đây rồi, về tôi chuyển sang. Đây là phía ngược lại đây này đúng không? Bây giờ sang bên đấy xem nào. Về bên này là nhìn càng giống luôn. Chú quay xa là đấy trong đó hang động. Ừ. Đây rồi. À đúng đúng đúng. Trống trồng mái đây, trống ngọn mái đây. Rồi bỏ tay ra đi. Ai, à, tôi lấy cái ảnh. Rồi, rất đẹp. Mà liền nguyên bản cả một khối. Thế và hôm trước ngồi uống bia mấy anh em bảo là chú Sinh đến mà xem Trung Dâu nó có cái cây xanh anh em đặt tên nó là rồng thời lý. Thế đấy chính là cây này à? Chính cây này chú ạ. À đây à? Ờ cũng có cái nét phiêu ấy nhỉ? Bay lượn. Đúng dáng như một con rồng thời lý. Ừ. Cây ôm đá. Mặt này khả năng mặt phải rồi. Nhìn cả hai đều đẹp. Nhìn rồi. Rồng thời lý. Cô này cũng già rồi mà. Cũng có cái điểm nét dấu ấn thời gian này. Địa y trắng hết này này. Rồng thời lý này giá bao nhiêu nếu mà cho đi ở? Nếu mà bang nào mà có thương yêu con rồng thời lý này cháu giao lưu là 55 triệu. Vâng, 55 triệu. Anh đến gần đây cái. Đọc lại số điện thoại một lần nữa đi nhá. 0985837909. Rồi, ok. Ở thế lúc nãy anh mua một viên rồi mà vẫn thiếu một viên nữa, vẫn kiếm lấy một viên nữa à? Càng nhiều càng ít bác ạ. Vâng, vì hôm nay tôi thấy anh lấy một viên rồi mà. Đam mê thì vẫn chưa về được, vẫn loanh quanh ở cái bãi đá của anh Trung Dâu này. Thì đã đam mê rồi thì càng nhiều nó càng ít. Vâng. Vâng, vào đây này, tôi thấy có cái viên này cũng rất là đẹp. Cái này nó như là kiểu như gan trâu ấy nhỉ. Không phải. Đá gan trâu nó sẫm đen hơn. Chất đá lửa. Đẹp ấy. Vân vàng. Rất phiêu nhá. Đấy. Chơi non bộ không được. À đây là một trụ của non bộ. Vâng. Thêm hai cái trụ thấp phía dưới nữa vì non bộ thường là người ta làm ba tam sơn. Một mỏm cao nhất và hai mỏm thấp. Kiểu như là mô hình một cái non bộ kiểu cảnh nhỏ. Vâng. Vẫn cái khay này là vẫn đủ mà. Vâng. Hai viên nhỏ hai bên nữa vẫn đủ nhỏ. Đấy, vẫn đủ. Ông bác nào mà chơi cây thì đưa một cây dáng huyền. Dạng thác đổ. Đưa gốc chỗ đấy cho bao giờ nó buông cho nó đổ xuống. Bao nhiêu tiền cái viên này cháu? Này cháu nó giao lưu 5 triệu. 5 triệu. Và sẵn xe bán tải lùi vào đây là bốc lên được ấy, hay đấy. Hàng lỗ đầy đủ để lồng rễ là nó nhiều các cái lỗ là thích rồi. Trồng cây mà nhiều lỗ nó mới có vấn đề chứ còn trơn tru thì lại không bám được. Nhiều lỗ tứ phía để thế rồi anh đưa đến đây toàn đá này cũng nặng ấy nhỉ. Đây. Viên trước khi kết thúc cuốn video đến với đá Trung Dâu này. Anh em xem một viên này nữa. Một cây dáng thác đổ là hoành đây. Góc ôm ở chỗ này. Lồng thân lên đây bay ra. Quá phê luôn. Một hòn nguyên vàng.
Phía dưới này còn rất nhiều những cái viên bé bé nha, anh chưa để vào đâu thôi, nhưng mà chúng ta đến đây cứ thấy ưng viên nào là nhót viên đấy thôi. Đây, cả những viên còn bé nữa đây này các bác ạ. Rồi, trong này còn tải nữa đấy. Đấy, các bác đến đây coi như là tìm cho mình những cái viên mà ưng ý nhất. Rồi, xong. Đỗ Sinh xin kết thúc cuốn video đến với đá cảnh Trung Dâu. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Ai rồi ôi, chuẩn bị đóng hình nhưng mà lại còn có cái cây dưới thác đổ này nữa này. Phải đưa lên cho anh em xem nốt đi chứ không lại bảo tôi thấy bác quay loáng qua không thấy nói vì cây dưới thác đổ. Bao tiền cây này anh Trung ơi? Cây này cháu giao lưu 4 triệu. 4 triệu và được ấy nha. Cây khỏe cây rồi, cứ thế này là nuôi to tán lên là xong thôi. Dáng rất là phiêu nhá. Quái đấy. Đấy. Nếu mà muốn chậu đẹp hơn nữa thì thay cái thống vào. Còn không thì cứ thằng này thôi mà chơi thôi. 8 triệu á? 4 triệu. À 4 triệu á? Ôi trời ơi, tôi nghe nhầm, tôi tưởng 8 triệu. Nếu mà 4 triệu thì không còn gì để nói nữa. Quá là êm luôn. Thiên nhiên ban tặng. Rồi, ok.